Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Khung Chụp Cảnh Công Sinh Si của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay quý vị thế nào ạ? Ngày hôm nay bên Khung Chụp Cảnh Công Sinh Si rất là hào hứng chuẩn bị cho đợt hàng mới để phục vụ quý vị và các bạn trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành thanh lý các bộ khung chụp cảnh Trung Quốc, ABS Trung Quốc còn động lại trong kho. Và mời quý vị đến với video đầu tiên, phần 1 thanh lý các bộ khung chụp cảnh vuông 30 ốp đáy, bộ khung chụp cảnh vuông 35 độ miệng và bộ khung chụp cảnh vuông 35 độ đáy. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bộ khung chụp cảnh vuông 30 ốp đáy. Bộ khung chụp cảnh 30 ốp đáy này có thông số kỹ thuật là chiều rộng là 30cm và chiều cao là 16cm. Hiện nay chúng tôi chỉ còn 3 bộ thôi, chỉ còn 3 bộ và giá chưa thanh lý là 500.000 đồng. Được chúng tôi thanh lý với giá giảm 50% còn 250.000 đồng. Và quý vị nhìn họa tiết hoa văn, em đưa cái máy họa tiết hoa văn. Họa tiết hoa văn của bộ khung 30 ốp đáy này là họa tiết các vỏ sò được xen kẽ với nhau tạo thành một vòng xung quanh. Bộ khung chụp cảnh 30 ốp đáy này gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần lồng trong, quý vị nhìn thấy đây, lồng trong được đúc nguyên khối. Phần thứ hai là phần vỏ ngoài. Phần vỏ ngoài gồm hai tấm vỏ ngoài, 1, 2, quý vị nhìn thấy đây, được liên kết với nhau bằng những con chút nhựa như thế này. Vì lý do nó là độ đáy, thành ra quý vị khi thi công sẽ đổ từ phía đáy lên phần đầu. Đối với bộ khung 30 ốp đáy này chỉ có một lỗ thoát nước, một rãnh thoát nước ở đây, ở chính giữa. Tiếp đến, mời quý vị xem tiếp về bộ khung chụp cảnh 35 độ miệng. Đây, bộ khung chụp cảnh 35 độ miệng. Bộ khung chụp cảnh 35 độ miệng có kích thước là chiều rộng là 33cm và chiều cao cũng là 33cm. Hiện nay chúng tôi còn 18 bộ như thế này và giá chưa thanh lý là 600.000 đồng, được chúng tôi giảm mạnh và thanh lý giảm 50% còn 300.000 đồng. Thì bộ khung chụp cảnh này có hoa văn là cành đào. Hoa văn rất cành đào. Hoa văn cành đào. Đây, họa tiết hoa văn cành đào. Đây. Đây phía mặt phía trong đây, quý vị nhìn thấy đây, in 3D. Khi thi công rất là sắc nét. Nhựa ABS. Đối với bộ khung chụp cảnh 35 độ ốp và độ miệng này gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần lồng trong nguyên khối. Lồng trong nguyên khối. Và nó có hai lỗ thoát nước ở đây. Tiếp theo là phần vỏ ngoài. Phần vỏ ngoài thì gồm 4 tấm vỏ ngoài. Và một tấm đáy vỏ ngoài. Quý vị lưu ý nha, hiện nay chúng tôi thanh lý chỉ còn 300.000 đồng. Và cuối cùng là bộ khung chụp cảnh vuông 35 độ đáy. Đầu tiên về thông số kỹ thuật của bộ khung chụp cảnh vuông 35 độ đáy này, đường chiều rộng là 33cm và chiều cao là 33cm. Hiện nay chúng tôi còn 12 bộ như thế này và giá chưa thanh lý là 1.000.000 đồng, được bên khu chụp cảnh Công CNC giảm rất là mạnh, giảm tận 70% còn 300.000 đồng. Nói về phần hoa văn của bộ khung 35 ốp đáy này, với họa tiết là hoa cúc. Họa tiết là hoa cúc. Đây. Họa tiết là hoa cúc. Ngoài ra nó còn có thêm họa tiết là hoa cúc và hòn đá. Hoa cúc và hòn đá. Cành đào và con chim. Hay hoa cúc không có hòn đá. Mặt trong của bộ chậu 35 độ đáy này, các bạn nhìn thấy đây, được in 3D rất là rõ ràng. Khi thi công ra cho ra sản phẩm rất là sắc nét. Đối với bộ 35 độ đáy này gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần lồng trong. Phần lồng trong được đúc nghi khối như thế này, các bạn nhìn thấy đây, được đúc nghi khối. Và phần vỏ ngoài gồm 4 tấm vỏ ngoài. 4 tấm vỏ ngoài. Vì nó là bộ chậu độ đáy, thành ra khi quý vị thi công sẽ đổ thi công từ phía đáy lên phần đầu.
Đây. Quý vị lưu ý nha, bộ khung chụp cảnh vuông 35 độ đáy này được chúng tôi đang giảm giá rất mạnh, chỉ còn 300.000 đồng, thanh lý chỉ còn 300.000 đồng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đoạn phần 1 thanh lý các bộ khung chụp cảnh vuông. Để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm, mời quý vị liên hệ ngay đến số điện thoại hotline 1900 868648 để trải nghiệm trực tiếp sản phẩm. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị tại địa chỉ 59 Dương Công Khê, xã Sơn Tứ Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những đoạn video thanh lý tiếp theo. Và quý vị nhanh tay đặt hàng nha, số lượng có hạn.